À, vâng à, hoa xin chào tất cả mọi người đại gia đình yêu thích à, bông trang yêu thích hoa màu đơn quay trở lại kênh hoa tâm Chính vlog thì à, cùng một tuần rồi thì hoa cũng review những cây giống à, review những cái hoa đẹp à, bông trang đẹp để mọi người có thể à, tham khảo mình à, trồng à, mình tạo ra một khu vườn đẹp à, có nhiều màu sắc sặc sỡ hoa này à, ra một số cái combo à, để anh chị em à, theo dõi mình liên à, hệ mình đặt à, một số cây giống về mình trồng để tạo ra những khu vườn à, à, nhiều hoa đó, à, mấy anh chị em chú bác nhìn thấy hoa của vườn hoa cũng đang nở khắp vườn rất là đẹp luôn đấy mọi người nhìn thấy à, hoa nở rất là đẹp luôn hoa rất thích bây à, giờ thì mọi người à, vào xem à, một số video của hoa nha Y Hoa chuẩn bị à, rất nhiều combo à, để chuẩn bị review cho mọi người xem. Mọi người xem thì à, ủng hộ Hoa một like và à, một like và một đăng ký kênh ủng hộ Hoa nhé. Còn bây giờ thì à, mình vào cái combo đầu tiên à, review à, chỉnh cây bông trang đầu tiên à, như thế nào mọi người nhá. Ở đây mọi người, ở thì à, Hoa review chỉnh cây giống bông trang đầu tiên mọi người. Ấy chỉnh à, à, cái giống bông trang đây combo đầu tiên mọi người nhá. Đây là combo đầu tiên. À, chỉnh cây bông trang chỉnh màu đặc biệt là chỉnh cây chỉnh màu bông trang khác khác nhau à, hay giống trong cái bán hàng mà áo quần chỉnh cây uh, siêu phẩm hot nhất ngày hôm nay nhưng uh, thôi nói vui thôi uh, đây là chỉnh cây giọng bông trang đầu tiên để uh, giới thiệu đến anh uh, chị em chủ bác uh, mới bắt đầu mà mình trồng cây bông trang thì đây combo chỉnh cây này là những chỉnh cây bông trang đẹp luôn đây hey, đó uh, mà giá cực uh, mà cực giá cực kỳ mềm luôn mọi người đây giá đây mọi người nhá À, combo 200k. Đó, à, số điện thoại Zalo à, ở dưới luôn mọi người. Mọi người kết bạn Zalo để à, à, liên hệ với Hòa nhá. À, còn bây giờ thì Hòa đi vào từng loại một cho mọi người xem. Đó. À, gồm những cái cây nào? Đó. Đây là cây à, mì cá mọi người này, đó. Đó, Mì cám để hoa quay à, mặt hoa mì cám cho mọi người xem. Đó, cây đầu tiên là à, giới thiệu review mọi người xem đây cái mặt hoa bông trang mỹ cam dòng này là rất là đẹp luôn mọi người xem kỹ đây là dòng hoa đầu tiên này review cây số một à, cây đầu tiên đây là cây giống bông trang à, đây là dòng mỹ cam đây rất đẹp luôn để mọi người xem kỹ hơn về mặt hoa mọi người à, rất là đẹp luôn này à, bây giờ mình tiếp theo review cây xoài vâng trước mặt anh chị là một cây bông trang tím sen tím sen là trung hoa nở rất đẹp luôn hiện tại cây này là được trồng hơn một năm mọi người mà đã to như vậy rồi hoa lại đẹp nữa đây cây tím sen cây số 2 đây mọi người cây cao tầm 35 mươi phân mọi người nhá đó mọi người chỉ cần đặt cái combo về trong thôi là một năm sau là đã có hoa đầy cây rồi mọi người đó rất đẹp luôn à, ngồi nắng quay video như vậy thì các bạn đừng quên ủng hộ cho à một like video và một đăng ký video để theo dõi những video nội dung sắp tới mọi người nha. Ấy bây giờ thì à, mình lại chuyển qua một cây à, số 3. À, xem cây số 3 có đẹp hay không mọi người. Cây à, thứ ba à, trong một à, dãy cây à, chín cây. À, cây này là cây à, pháp hương. Đây mặt hoa bông trang pháp hương đang có những cành hoa đầu tiên đang nở. ấy có được năm cặp lá mọi người nha. Đây, rất đẹp luôn. Đó, mình cũng đi nhấn lướt nhấn video bởi vì combo này combo cũng khá ít cho nên là lướt nhanh các bạn xem tham khảo. Đó, ngày cây số 4 là một cây phùng hoàng kim. hay phùng hoàng kim này chắc nhiều bạn cũng biết rồi, hoa thì cần để mặt bông ở phía bên cạnh để mọi người có thể tham khảo. Đó, cây số 4, một cây phùng hoàng kim. ấy một cây à, à, mì vàng để mình quay mặt bông mì vàng cho mọi người xem nhé. Đây cây là một trong những cây mặt hoa bông trang mỹ vàng nghệ, nó rất đẹp luôn mọi người nhá. đó như vậy là uh, cây số 5 là một cây mỹ vàng. đó rồi uh, còn tiếp theo là cây uh, số 6 đây là một cây uh, số sáu đỏ hồng đổi màu. đây uh, mặt hoa của bông trang đỏ hồng đổi màu mọi người nhá. dòng này rất đẹp luôn. buổi sáng hồng, hồng buổi trưa đỏ, rất là tuyệt vời luôn một cây đỏ hồng đổi màu mà nhiều anh chị em, em uh, chủ bạc hay hỏi hoa. đây hey à, cây số 6 mọi người nhá à, cây số 7 đó, à, có mặt hoa này đây là có búp đó, à, đây là mặt hoa đó, à, trắng lá trung à, cây số 7 đây mọi người đó, à, 7 cây như vậy bây giờ mình qua cây số 8 và số 9 mọi người nhá à, còn hai cây cuối cùng thì mình để mặt hoa à, kề bên đó, à, một cây à, à, cam Đài Loan và một cây à, à, vàng hương đây mọi người một cây cam Đài Loan một cây vàng hương Đấy, như vậy là tổng combo 9 cây mọi người nhá. Đây, đó, 9 cây này mọi người. Đó. 9 cây mà giá cực kỳ mềm luôn. Đó, mọi người xem và like đăng ký kênh ủng hộ Hoa nhá. Và bây giờ mình chuyển qua combo số 2. Review cây combo số 2 cho mọi người xem. Có những sản phẩm nào. Tiếp theo là một cái combo review một cái combo là rất là hot luôn. Đây, combo tiếp theo. Đây mọi người nhìn Hoa này. Đó, mọi người thấy nhìn Hoa nở rất chi là nọng bóng đẹp, hot luôn. Đây, những cái bông hoa nở quá tuyệt vời luôn mọi người. Mọi người nhìn thử xem, đây là những dòng bông trang gì nhé Bây giờ thì hoa sẽ đi vào chi tiết cái combo số 2 này, bao gồm tạm cây mà lại giả đấy mọi người nha. tạm 8 cây giống hot combo 500k đây mọi người. Đây là số điện thoại Zalo, các bạn kết bạn vào số điện thoại Zalo này. thích dòng nào thì kết bạn qua Zalo của hoa nha còn đây là combo 8 cây đấy mình sẽ giới thiệu từng cây mọi người cho mọi người xem kỹ đây à, cây đầu tiên à, cây à, số 1 đó mà mọi người nhìn mặt hoa là có thể biết được dòng này là dòng gì nữa đây à, tên gọi là phùng hoàng lửa à, có nguồn gốc đột biến từ cây à, đỏ lá nhỏ đó mặt hoa rất đẹp luôn Cảnh hoa thì à, được vện lên bầu trời đó tựa như là đang hưởng lên về một sự phát triển à, khởi đầu mới đó rất đẹp đó, cây đầu tiên là một cây phùng hoàng lựa, này à, cây cao hai tấc có bông mọi người nha đây cây khá là đẹp luôn mặt hoa à, tiếp theo là một cây thứ hai cây này là cây đỏ hồng sọc đó, đột biến từ cây đỏ hồng đổi màu đó cây cao bốn tấc mọi người nó cây số hai là những cây giống bông trang đẹp à, cây số hai mọi người xem à, kỹ nhé mọi người nha cây số 2, một cây đỏ hồng sọc số 3 những cây này thì hoa để mặt bông kế bên cho mọi người dễ tham khảo đó à, coi khá dài đây là một cây à, phùng hoàng cam đấy à, phùng hoàng cam thì cao hơn 2 tấc mọi người này gần 25 phân đó mọi người là cây à, số 3 thì à, đi với phùng hoàng cam phùng hoàng kim à, hoàng cam thì phùng hoàng lửa thì có phùng hoàng kim đây gần 2 tấc cây à, một cốt khỏe đẹp mọi người đó cây à, số 4 là một cây à, phùng hoàng kim cây uh, số năm uh, cây số năm đây cây một cốt khỏe đẹp luôn cây này là cây uh, uh, pháp hương uh, một cây uh, số năm pháp hương uh, combo số 2 năm cây rồi mọi người đây là combo số 2 nha uh, một cây uh, hồng tìm thơm uh, dòng này rất thơm đang nở nụ hồng tìm thơm có nguồn gốc từ đồng tháp bông hoa rất là thơm luôn cây cao được 4 tấc rồi mọi người Đấy, đang có hoa đây và một cây uh, uh, Mỹ tìm thơm siêu bông đó, dòng này thì khỏi nói rồi. À, mình để mặt hoa kể bên cho mọi người xem. Đó, và mà cây số 7. Đó, cây cuối cùng là một cây đỏ hồng đổi màu của hoa. Đây. Đó, cây đỏ hồng này là có nguồn là nguồn gốc để đối đột biến ra cây đỏ hồng đổi màu mọi người nhé Đây mọi người, à, như vậy là 8 cây. À, chỉ với combo 500k được bao ship. Đây mọi người. Đó, mọi người đặt hàng thì liên hệ vào số Zalo của Hoa đây mọi người. 0937139756. Bây giờ mình lại chuyển tiếp qua combo số, số 3 mọi người nhá. Hay combo tiếp theo. Hai combo trong này thì khá đặc biệt là có đầy đủ 3 dòng. Ờ hương kèn kép và hồng kèn kép và vàng kèn kép mọi người nhá. Đó, là cây số 1 là một cây hương cành kép này mọi người cao hơn 2 tấc mọi người nhé, Đây cây một cốt khỏe đẹp luôn. Đó. Thì hoa để mặt bóng hương cành kép cho mọi người tham khảo. Đây một cây hương cành kép. Đó, combo này gồm 6 cây. Một cây hồng cành kép đây, một gang luôn. Và một cây vàng cành kép. Đây mọi người nhá, vàng cành kép. Đó là ba cây. Đó, một cây đỏ hồng đổi màu, sọc, đột biến. Đây mọi người mặt hoa này rất đẹp luôn Đấy, mọi người đặt về trong thì một thời gian thì sẽ có hoa mọi người một cây tiếp theo là một cây vàng sọc bên tre đây mặt hoa mọi người nhá đó thì lúc các bạn đặt hàng thì hoa lừa những cây chưa có bông một cốt cho các bạn chơi mọi người đó mặt hoa của vàng sọc bên tre hay quá trời đẹp luôn các bạn nào mà mua cái combo này á là đây các bạn mua combo Uh, vàng sọc đỏ hồng sọc Đấy, 500k này mọi người bao ship luôn mọi người nhá đó, hai combo 500k được bao ship mọi người mặt hoa rất là đẹp luôn Đấy, uh, mọi người xem video đừng quên ủng hộ cho Hoa một like và một đăng ký kênh ủng hộ kênh Hoa càng ngày càng phát triển nhá đây combo uh, số 3 uh, 500k Đấy, như vậy là ngay đi uh, giới thiệu cho mọi người ba combo như vậy là được rồi mọi người nhá mọi người xem đặt uh, hàng vào số zalo của Hoa này mọi người Đấy, ok goodbye chào tạm biệt mọi người nhá